cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về ván đánh trong khuôn khổ vòng thi thứ 16 của giải quân tái mùa giải năm 2021, trận cờ chấp đỉnh cao với đoạn chiến vương Hồng Chí và thanh thủ Trần Văn Vĩ. Đây là ván đấu thứ hai của đôi bên. Trong ván cờ nhanh đầu tiên đã có tỷ số hòa và sau đây là ván đấu cờ chớp. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Tướng quân Chứ 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 Tướng quân Chứ Và tiếp theo là phần cờ tiền phòng tấn công đến từ bên tiên của loại chiến vương Hồng Chí. Sau hình cờ trên thì bên đen cho thực chiến đã buông cờ xin thua, bởi các bạn thấy ngay có đi thế nào thì cũng bị chết xe trong bối cảnh trên. Ở thoái tượng về thì xe 3 tiền 6 ăn xe. Trong hình cờ mà bên đen cho nhấc sĩ qua thì rõ ràng là bên tiên sẽ có tình huống cờ dùng pháo vật bắt chết xe ngay. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản về bản đồ trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.